Hello, in the previous lesson, we learned about monophthongs in English. From this lesson, we study about diphthongs. And the first diphthong we learned today is ear. Chào các em, trong các bài học trước thì chúng ta đã học về các nguyên âm đô trong tiếng Anh đúng không nào? Kể từ bài hôm nay thì chúng ta sẽ nghiên cứu về các nguyên âm đô trong tiếng Anh. Và nguyên âm đô đầu tiên chúng ta học với nhau ngày hôm nay đó chính là nguyên âm đô ear các em nhé. Ear trong từ hear. Đó. À, đầu tiên chúng ta sẽ học cách phát âm của âm ear này. Hình ra quan sát hình vẽ này giúp cô. Chúng ta thấy rằng là ear được cấu tạo từ âm i và im ơ, đúng không các em? Vì vậy mà khi chúng ta phát âm cái âm ear này thì chúng ta sẽ đảo qua một chút cách phát âm của hai cái âm trước đó. Nào, âm i của chúng ta phát âm như là gì? Đầu lưỡi của chúng ta sẽ hướng lên phía trước đúng không nào? Còn âm ơ của chúng ta, môi và lưỡi của chúng ta thì đều rất là gì thả lỏng thôi. Đó, chúng ta phát âm âm này là ear. Em nhá. Ear. Lưu ý không phát âm là ear nhá. Chú ý chú ý nhá. Ear các em nhá. Ear trong một số từ như là gì? Ear, tai của chúng ta này. Từ thứ hai là beer, beer. Và từ thứ ba là từ clear, rõ ràng. Chúng ta đọc lại nhá. Chúng ta có ear, beer and clear. Ok. Vậy thì âm nào của chúng ta sẽ được phát âm là ear? Chúng ta sẽ sang phần 2, đó là cách các bạn nhận biết. Chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đó là chữ cái E, A và R sẽ được phát âm là ear các em nhé. Trong một số từ như là clear, chúng ta thấy trong ví dụ. Từ thứ hai là từ fear. Đó, và từ thứ ba chúng ta có từ dreary. Nào, thứ nhất chúng ta có từ clear. Từ thứ hai, fear. Và từ thứ ba chúng ta có từ dreary nhá, ear. Trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ có những chữ cái là E-E-E-R thì cũng được phát âm là I, ear các em nhá. Ví dụ trong cuốn từ beer của chúng ta rất quen thuộc. Từ thứ hai đó là từ cheer và từ thứ ba là career. Ok, again, beer, cheer and career. Nào, vậy là chúng ta vừa học cách nhận biết cái âm ear trong một số từ. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập áp dụng các em nhé. Bài tập áp dụng của chúng ta thì hôm nay rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ gồm có một dạng bài, đó là các em tìm cho cô từ có cách phát âm với ba từ còn lại. Chúng ta vào nhóm đầu tiên nào. Ok, nào, các em quan sát cho cô bốn từ này, ta phát âm chúng đi và tìm cho cô xem là từ nào sẽ có phát âm khác. Ok, listen to me. Want A, superior. B, various. C, prepare. And D, garish. Again, A, superior. B, various. C, prepare. And D, garish. Ok, nghe rõ chưa các em? Nào, từ đầu tiên chúng ta lưu ý chính là từ B của chúng ta. Từ này phát âm là various, đúng không? Air. Từ thứ hai cũng vậy, đó chính là từ C của chúng ta phát âm là prepare, đúng không? Prepare thì cũng là air. Và từ cuối cùng chúng ta có chính là từ garish. Ba từ này của chúng ta, B, C và D của chúng ta đều phát âm là air. Chỉ riêng từ A của chúng ta phát âm là superior, ear, đúng không? Vậy thì A của chúng ta chính là đáp án, là từ mà phát âm khác ba từ còn lại. Nào, chúng ta quan sát nhóm thứ hai nhé. Nào, nhóm thứ hai của chúng ta. Nào, chúng ta nhìn vào cho cô nha. Alright, listen carefully. Nghe cẩn thận các em nhé. Nào, A, parent. B, sectarian. C, librarian. And D, beard. Again, A, parents. B, sectarian. D, librarian. And D, beard. Nào, sau khi nghe chúng ta thấy rằng từ A của chúng ta, từ này nào? Từ này các em phát âm là gì? Parents, đúng không? Air. Từ hai phát âm như thế nào nào? Từ này, chúng ta phát âm là
Sectarian. Okay. Sectarian. Nào, từ C chúng ta phát âm là librarian. And D chúng ta phát âm là beard. Vậy thì B của chúng ta này, C của chúng ta và từ D chúng ta phát âm là ear, đúng không? Chỉ riêng A của chúng ta phát âm là air, parents. Vì vậy, A chính là từ phát âm khác ba từ còn lại. Chúng ta sang nhóm tiếp theo. Nào, ở nhóm thứ ba này, à, nó giống nhau ở chữ E và chữ A. Nào, chúng ta thử quan sát xem là từ nào sẽ phát âm khác với ba từ còn lại nào. Nào, nhóm thứ ba sẽ được phát âm như nào đây các em? A chúng ta có từ really, really, okay. B smear, C spear, and D swear. Okay, again, A really, B smear, D spear, and D swear. Nào, chúng ta thấy dù mặc dù là đều giống nhau ở chữ EA, nhưng mà từ A của chúng ta, từ A đây chúng ta phát âm là really, đúng không? Ear. Từ B này chúng ta phát âm là smear, cũng là ear. Và từ C của chúng ta đây, từ này các em cũng phát âm là spear, đúng không? Ear. Chỉ riêng D của chúng ta, từ này đây các em, từ này chúng ta phát âm là swear, tức là gì đây? Air. Vậy thì D swear chính là từ phát âm air và nó chính là đáp án của chúng ta trong trường hợp này. Ok. Nào, chúng ta sang nhóm cuối cùng các em nhé. Nào, nhóm cuối cùng đây chúng ta quan sát xem. Chúng ta có từ B và từ C khá là dài đây. Chúng ta học cách phát âm đi nhá. Và xem cho cô xem là từ nào nó sẽ có phát âm khác với ba từ còn lại các em nhé. Ok, the last group, listen to me. A, dreary. B, vegetarian. C, invariable. And D, fairy. Chúng ta nghe rõ chưa? Nào, lại lần thứ hai nhá. A, dreary. B, vegetarian. C, invariable. And D, fairy. Ok, chúng ta thấy rằng A của chúng ta phát âm là dreary, đúng không? Ear. Nào, B chúng ta có từ vegetarian, ear cũng thế, ear, đúng không? Và từ này, invariable cũng là từ ear. Chỉ riêng D của chúng ta từ này, hay phát âm là gì đấy? Fairy, đúng không? Air. Vậy thì fairy này, nó chính là từ có cách phát âm khác và đường lại. Đáp án chúng ta là đáp án D, đúng không? Nào, vậy là các em vừa cùng với cô học cách phát âm nguyên âm đôi đầu tiên trong bảng nguyên âm của chúng ta, đó chính là nguyên âm ear. Hy vọng là sau bài học này thì chúng ta sẽ không còn nhầm lẫn với cách phát âm này nữa nhé. Và sẽ không bao giờ phát âm là ear như trong tiếng Việt các em nha. Ok, that's enough for today. See you later.